phương pháp nghiên cứu của họ coi trái đất là một vật thể dị thường, nghĩa là nó là hành tinh duy nhất có thể sinh sống được trong số hàng nghìn hành tinh được biết đến cho đến nay. Tìm kiếm dấu vết của sự sống trên các hành tinh khác là một trong những khía cạnh hấp dẫn và thú vị nhất của thiên văn học. Các nhà khoa học từ lâu đã khao khát xác định được những hành tinh có thể một ngày nào đó có thể sinh sống được. Với mục tiêu xa vời đó, một nhóm các nhà nghiên cứu Ấn Độ, hai sinh viên và một giáo sư đã không tìm thấy một mà là 60 hành tinh trong tổng số 5.000 hành tinh đã biết có thể có khả năng sinh sống. Để đi đến kết luận này, nhóm đã dựa vào một phương pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo AI có tên là mã nhận dạng bất thường cây nhị phân đa giai đoạn Mermetic MSMBTAI. Phương pháp mà các nhà nghiên cứu đã sử dụng dựa trên việc phát hiện sự bất thường thông qua một thuật toán Mermetic nhiều giai đoạn mới là MSMA. Thuật toán có thể hoạt động như một công cụ sàng lọc để đánh giá các quan điểm về khả năng sinh sống từ các đặc tính được quan sát. Điều này có nghĩa là các nhà nghiên cứu đã coi trái đất là một vật thể dị thường, có nghĩa là nó là hành tinh duy nhất có thể sinh sống được trong số hàng nghìn hành tinh được biết đến cho đến nay. Sử dụng tiêu chuẩn này, các nhà nghiên cứu đã khám phá xem liệu các ứng cử viên dị thường tương tự như trái đất có tồn tại trong vũ trụ hay không. Cuộc thám hiểm của họ đã dẫn đến 60 hành tinh đáng kinh ngạc có biểu hiện dị thường tương tự. Kết quả là giống nhau khi phương pháp coi nhiệt độ bề mặt của các hành tinh là một đặc điểm và không có nhiệt độ bề mặt. Các nhà nghiên cứu cũng đã đề xuất rằng có thể có tổng cộng 8.000 hành tinh trong vũ trụ. Các nhà nghiên cứu đến từ Viện Vật lý Thiên văn Ấn Độ IIA, một viện tự trị có trụ sở tại Bangalore thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Họ đã được tham gia bởi một sinh viên đại học Kartik Bhatia từ khuôn viên Goa của Bid Pilani và một ứng viên tiến sĩ Gautam Moisaka từ cùng một trường cao đẳng. Những người khác cũng đóng góp vào nghiên cứu, được công bố trên tạp chí thông báo hàng tháng của Hiệp hội Thiên văn Hoàng gia. Trí tuệ nhân tạo đã giúp các nhà nghiên cứu quét qua hàng nghìn hành tinh vì so sánh các điểm dữ liệu theo cách thủ công sẽ là một công việc tẻ nhạt. Các nhà nghiên cứu cũng có sự hướng dẫn và giám sát của giáo sư Sanhansu Saha của Bid Pilani cơ sở Goa và tiến sĩ Margarita Safonova của Viện Vật lý Thiên văn Ấn Độ. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!